tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đổi lưng. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở, gái nhỏ ngày theo chồng lên xe. Thôi xin anh đừng có buồn, xin anh đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Tơ duyên sẽ hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son. À, xin chào anh em nhé. Clip này tiếp tục về cho anh em những cái mẫu để vải hai kênh. Và cái mẫu này thì hôm trước thì cửa hàng về có cho anh em cái mẫu của thương hiệu của DK nhé anh em nhé. Và cái mã MK800. Thì với cái mã MK800 ở cái phân khúc thì anh em có thể đánh được những cặp full đôi bát 40 con 76 cũng như là 30 con 76 nhé. Và dòng MK800 thì anh em có thể đánh ở chế độ 4 ôm thì có thể đánh được một cặp súp kép 40. Nói chung là những cái dòng này thì đời rất là cao và hàng rất là chất cho anh em. Sử dụng sò xo ken và cái tụ của nó điện áp rất là cao, tụ 100V. Thì với phân khúc như vậy thì các bác chơi nhiều loa thì nhiều bác thì chỉ cần đánh những cặp 30 hoặc cặp 40 hoặc là hai cặp 30 trên gia đình. Thì ở cần những cái phân khúc nó nhỏ hơn một chút. Thì tiếp tục ngày hôm nay thì trong cái video clip này thì sẽ giới thiệu cho các bác một cái mã của DK. Và thương hiệu của nó là MK600. Cái này thì 600W trên một cây nhảy 8 ôm. Và ở chập kháng 4 ôm thì nó lên 900W nhé. Con này thì khai thác tối đa của nó thì anh em có thể đánh được một kênh, một cặp 30 nhé. Con này thì tiếng rất là căng luôn. Và ở phân khúc này thì nếu anh em có những cặp 30 hoặc cặp 25 thì anh em đánh tốt nhất, tốt nhất ở cái phân khúc đó. Và con này thì tụ nó lên 120V nhé. Tụ con này rất là cao. Và hàng thì hầu như là rất là đẹp. Thì thiếu mỗi thùng xốp thôi. Thì ngày hôm nay tiếp tục thông báo cho anh em về những cái lô đẩy bãi hàng đẹp đời cao. Và cái đát của nó là 2018 tiếp tục về cho anh em. Thì với phân khúc này thì giá thành nó sẽ tốt hơn, tốt hơn nhá anh em nhá. Và giá cực tốt luôn. Thì sẽ báo cho anh em một cuối video. Và anh em nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất, cũng như là những video của cửa hàng sẽ đăng tải cho anh em hàng ngày. Đấy. Cái mã này thì anh em có thể đánh được cả tiếng súp luôn, những súp 30, 40, 50 thì con này nó cân được hết anh em nhé. Tiếng bát rất là lực luôn. Và cái giải lời của nó thì rất là dịu luôn. Con này thì mới nhích tầm khoảng 9 giờ thì đánh một cặp 40 con 100 B3 dòng loa X15i. Với dòng B3 thì nó sử dụng 2 phân tần cũng như là côn của nó cũng khá là lớn luôn. Cả côn bát của côn check cũng rất khá là lớn và con này nó cân rất là nhẹ nhàng luôn. Với phân khúc hàng đẹp như này thì các bác cùng anh em có thể sưu tầm được. Mà cái size con này thì khá là vừa để phù hợp với cái tủ kệ gia đình nếu anh em chơi gia đình nhé. Phân khúc này thì hàng nhỏ gọn và công suất thì đạt tối đa cho anh em để anh em có thể chơi gia đình rất là hợp lý. Hàng thì đẹp luôn, chiến áp thì chiến áp bi rất là nhạy anh em nhé. Chiến áp bi này thì cảm giác như là khi chúng ta sử dụng nó có một cảm giác rất sật sật, rất là thích luôn mà nó rất là đầm tay. Nói chung là những cái model này thì hàng lên cho anh em rất là nhiều. Và cái mẫu DK MK800 thì số lượng không còn nhiều. Nếu anh em thích ở cái phân khúc 800W hay trên 1000W thì anh em có thể thấy tham khảo mẫu đấy để anh em sử dụng. Phân khúc này thì nó chơi vừa gọn gia đình. Và chiều sâu của con này thì ngoài 30cm. Đầu tiên thì anh em thấy là với một con đẩy mà nó cái tụ của nó hầu như là chưa có một dấu hiệu gì cả. Từ cái mên của nó ấy, nó rất là sạch sẽ luôn. Tụ con này thì vôn rất là cao anh em nhé. Vôn của nó lên 115V anh em nhé. 115V, hàng quá khủng luôn. Hàng này cực kỳ khủng cho anh em. Vôn cao. Và chạy với con này thì sử dụng cho anh em là 24 sò sạc ken cả bù áp nhé. Sò chính của nó là 20 sò.
Chân trỏ thì chân trỏ 5 vạch màu, nó khác với một số con đáy khác thì dùng chân trỏ trắng nhé. Chân trỏ 5 vạch màu này thì ngoài cái chức năng tạo xuất ra thì anh em có thể thấy là nó có những cái linh kiện IC để tạo cái chất âm hay, những con tụ gốm này đấy, bắt gặp ở những âm ly. Và đời của nó là đời 2018 anh em nhé. Với thương hiệu này thì thương hiệu của Anh Quốc và nhà máy thì chắc chắn là đặt ở Trung Quốc rồi. Đó, chính xác một điều như vậy. Quạt gió thì rất là êm luôn. Và đằng sau thì nó có đầy đủ các chế độ đánh chập kênh cho anh em này. Đấy, đầy đủ chế độ đánh này. Sitte, Vrai, Mono và rắc nguồn rời. Nói chung là hàng đẹp từ nước con ốc. Tụ hóa rất là chất luôn. Tụ này là quá chất luôn. Thì ngày hôm nay tiếp tục thông báo cái mã đẩy rất là đẹp về cho anh em mà có giá tốt cho anh em nhé. Hiện tại thì cái giá con này đang cho anh em là 3.800.000 giá tại cửa hàng anh em nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới số máy 0396 855 899 nhé. Cảm ơn tất cả anh em.